Giờ chúng ta sẽ tóm tắt lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Một nhỏ, định lý Pythagore. Nào, cùng xem cái định lý Pythagore này. Các con nghe thấy rất nhiều thường xuyên trong chương trình học. Vậy nó như thế nào? Bài hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định lý Pythagore cùng các dạng toán liên quan đến định lý này. Đầu tiên, định lý Pythagore, thầy có hai tam giác kích thước như thế này. Các con nhìn nhá. Con cứ vẽ một vở cho thầy một tam giác vuông bất kỳ cho thầy. Vuông là được. Và bây giờ các con đo thầy các cạnh. Với các hình trên bảng, thầy đo như sau. Cạnh đầu tiên, thầy đo được 4 cm. Thầy ghi 4 cm vào. Cạnh thứ hai, thầy đo được 3 cm. Thầy đã đo được hai cạnh góc vuông. Một cạnh bằng 3, một cạnh bằng 4, được chưa? Đây, thầy có một cạnh góc vuông. Một cạnh thầy đo được là 3 cm. Một cạnh thầy đo được là 4 cm. Cạnh vuông thứ nhất đi, cạnh vuông thứ hai đây. Và đây là cái cạnh huyền.